Nhiều. Và ngày kia thưa quý vị quan khách và để đứng từ chương trình, dì Thu xin trọng kính mời một vị khách đăng ký ca khúc là Nhớ Người Yêu. Và ngày kia thưa quý vị quan khách và sau ca khúc này, và một lần nữa dì Thu xin trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách hãy lựa chọn cho mình những ca khúc thích để cùng giao lưu với chương trình, để cho chương trình của chúng ta thêm phần vui tươi lan trọng hơn. Và một lần nữa xin trọng kính mời.